chỗ hàng chỗ xây na với đôi chia thầm na ấy là vì ở miền đây thì đâu bà giặc đâu lại vì sai những thì đôi chia mình giàn hay vì bà giặc cả thầm chết đấy miền đó ý cho là hiện hiện mà bớt thấy chuyện mà chẳng bằng anh được cơ nhiều lại nó đó ờ lắc đạm mùi đi mà mùi sao này trời má này ok được mình từ hàng nữa nó về về thả đá với đôi chia mà nước cho ra u áp ấy hay người nó hoành hào hay mau đạn tam việt sai trong đó mới đâu bạn già cam đâu ờ anh họ đàn đang đến họ à việt sai chứ việt chạm lâu chứ nuôi nó gì chạm chạm đã đam mê tiền chẳng ai mới ai mới đâu bạn đâu bạn đâu đi mở đã mua rồi ô cười sao nữa cười sao nữa anh cười sao nữa cười sao nữa bạn nhưng sâu xa đấy bông anh cười sao đấy một lạ nhưng một lạ đây bạn chưa ngó ấy bạn chưa rồi một lạ o lý như này ở đây cười 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 ba con rồi còn nam nào đấy ôn thì còn anh ra sai đang đấy mẹ đấy bông kì chua cho máu bông kì ơi cho mà chua như chì kì như hay men chi na đằng na kia đằng vô tầm hè mà chạm ai còn ôi trong chai mưa bay sắc nghệ thò vô chân nghe ở chân ở đây bên chắc sai đó nghe chưa mẹ đấy bông mẹ đấy nhom nè xì chua lắm còn ôi nhom mà chui chô cả lô miền bay sắc ấy gì vô chào chẳng nghe nào bông cả lô kì khai kì pru phải ấy toàn một đầy một trường kì chẳng nghe nào bông cái chỗ hoàng ấy còn anh cái ca kia đấy chẳng đào được xì chua kì chẳng mẹ nhom bông nhom bia ồ ca tu tu ở đây ăn bón nè cái họ từng đi sang thơ nó tu mà nam thảo từng đi thơ nó tu chúng ta cái bộ cái hai cái đốt khmao cho đốt khmao cho nó nghiệp tiếng bón ba càng gì chả lạt hột chẳng chúng ta chẳng ngoài khơi cho ơi mọi chai miền chi mẹ chẳng cho ơi chai rồi mày sắc bảy chân chẳng nè khác cái cả bảy cô cái cao chân tu pi thì pi chẳng đó tu tu món gì tu tu á ba bởi trong việc nghe ca nghe thơ ca nghe thơ tu tu vì na hao ấy thơ năng cái hao thơ ấy cái thơ đấy thơ mấy ở tập ban nuôi mà ngay chẳng phải tận đọc to chỉ kịp chứ không bảo nữa và ừ thấy không à lâu cam ở tình tiết cam tới phơi lại hôm mà cặp bông thân đấy thì lâu thầy lâu xóm nó ấy nhưng mau mình nhỉ một cặp đây ở kia mình nhưng mà mới chơi chạy mới tay chưa là ở linh hay lâu đó mà hai đi tiết lâu về thấy chứ bảo lâu bảo bà hộp ở trong nhắn nè là mua luôn trong nó áo sơ ca mà ngay bay như khả lục về thùng khả lục bong bong thôi khả lục bong hộp chôn tại đây chưa ngoài mưa sẽ đăng sáng với mưa mưa hình đấy khả lục bong tua giọt bàn nữa bong ồ mình chỉ bánh ha sẽ bong vì muốn mó bong và thọp đuôi này này lọc lo được này xin chân được cái này chỉ ca to su cứ chẳng là chỉ mất cứ chỉ ca to su cứ bánh này này ngày nào mỗi bộ này đừng chơi đôi tập bong ôi tập vật anh tăng to su đấy mà lấy bong và cá này không cứ ăn cán hôm nay nè cũng bom một xoắn chăng này nè ở đây nè lớp của anh hôm nay bom một con cho nè mọt thái hay ca nghe đi chạm đi chạm bom chui của ca nghe ông có bom lọt phơi này nè chạm pe riêng hôm hai ngày nè chạm bom và chui của này nè đây này ông bộ bộ bom có đôi đã ông anh đây chăng cặp bình môn đôi đặc kia chăng hay rò ngay đi á bom còn là ban miền lại nặng nơi này còn bao chăng nè đôi đã ông anh đây đây ca bị muốn bông có đôi ôn anh này ta chẳng đôi ôn anh này đã xin chua cái mưa cay đây cay riêng đôi kia chẳng lời tâm đôi thà bông ta lời hiện khoản chẳng muốn tích chẳng cái miền lại nặng nơi miền ấy chẳng miền khúc cho tiền miền mình đo miền ba được kê chở này bàn tay còn mà là mồm xong rung nhá ôn đó là bằng không chở bằng là bằng mà ăn nhưng mà ok nhà lấy nè đã làm mặt bông đã mặt bông đây này là hộp luôn cái này bông bánh chè bánh trái đấy hộp mà bông hộp này hộp đâu được cái này đấy là con mà nè là con này hay chăm đuôi cá nghe chăm bông từ chui rồi đó nè bông chui ok hộp luôn cái này nha ô bông ô này hộp nè nè ta bông là lột cá nghe kia là hai bông bà ở đây ta hello chui nó đi ta chăm bông chui nè bong tập biết đâu nhom khan bộ bong phải chứ thì đâu đấy bong vậy chăng thì muốn màu chăng nè thà thì bong muốn còn chăng được kia nè người kia ca chui vô sai kia tụi bây giờ máu như chỉ được lo thế nè còn đây ơi
ហើយអានេះខ្ញុំខ្លាចចិត្តខ្លាចតាមនេះអីអានេះបងធ្លាប់ត្រង់កាត់ហើយឥឡូវតិចទីនេះហើយអី cô nói bọn thằng P bán chuối ổn không? Bọn cô chờ.